Các bạn đã đến với kênh của mình. Mùa hè đã đến, mùa hè của nhiều loại trái cây. Hầu hết thì vào thời điểm này, hội chị em nào cũng yêu thích sầu riêng, có cả những cánh đàn ông cũng vậy. Họ đều đang đổ xô đi tìm để mua những loại sầu riêng thật ngon về để chia sẻ cho gia đình, người thân cùng ăn. Nhưng giá một quả sầu riêng hiện tại không phải rẻ vì bây giờ mới chớm vào mùa. Và từ khi đổ bộ cập bến sang đến Trung Quốc, giá thành của sầu riêng càng ngày càng cao. Nhưng gần đây có một loại sầu riêng mới giá rẻ hơn so với các loại sầu riêng trước đây, chỉ từ 50.000 đồng một quả. Sầu riêng mini đổ bộ chợ Việt, giá rẻ chỉ vài chục nghìn một quả, cộng với cơm vàng, thịt ngọt, ngậy và thơm, sầu riêng mini Thái Lan đang được nhiều người tiêu dùng đổ xô đặt mua. Từ khi chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022, sầu riêng là loại trái cây có giá thành đắt đỏ, trung bình từ khoảng 140.000 hoặc đến 250.000 đồng trên một cân, với trọng lượng trung bình từ 2 đến 4 kg. Mỗi trái sầu riêng thơm ngon có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng sầu riêng mini chỉ nặng từ 0,3 đến 1,2 kg, giá chỉ từ 90.000 đến 180.000 đồng trên một cân, khiến nhiều chị em đổ xô đi mua. Theo chị Hà, một người bán hàng ở Hà Nội, những năm trước giá sầu riêng mini Thái Lan luôn cao hơn so với sầu riêng G6 và Monthon trồng tại Việt Nam. Nhưng năm nay giá sầu riêng trong nước cao hơn giá sầu riêng mini nhập khẩu Thái Lan. Do đó, thời gian vừa qua, sầu riêng mini Thái Lan lại trở thành mặt hàng hút khách. Mỗi chuyến hàng từ 2 đến 3 tấn vẫn được chị Hà bán hết. Ưu điểm của sầu riêng mini Thái Lan là vỏ mỏng, nhiều cơm, hàng xuất khẩu lên chất lượng đồng đều. Khi bổ ra, cơm vàng, thịt ngọt, ngậy và thơm. Hơn nữa, giống sầu riêng mini này trọng lượng khá nhỏ nên tính ra chỉ vài chục nghìn đồng một quả sầu riêng, vừa tầm với giá tiền mà lại còn đông đảo khách hàng ngàn. Sầu riêng rẻ là vậy, nhưng chúng ta vẫn phải cân nhắc lên chọn mua những loại hàng mặt hàng uy tín để đảm bảo được ăn những chất lượng sầu riêng ngon, không phải là sầu riêng quá nhiều thuốc để dẫn đến những thiệt hại không mong muốn về tính mạng và sức khỏe của bản thân. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn một mặt hàng sầu riêng mới ra mắt gần đây. Nếu các bạn thấy bài báo trên hay và ý